Tại vì đâu đó ra ngoài xã hội thấm nhuần có nói là học hành cả đời không bằng tiền lời đâu đó. Bây giờ mở phòng gym nó thiệt, mở phòng gym commercial là hết thời rồi. Nói nghe thì giận thì chịu. Bây giờ cạnh tranh tùm lum tùm la, trên nó thì có con này, dưới thì phòng cỏ đồ cái đống cái đứa. Tối ngày cứ đạp giá nhau mà sống, đó là con đường chết. Có hướng đi khác, hướng đi này theo tôi thấy là thơm hơn nè và thích hợp cho các bạn hơn. Rồi chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của Duy Nguyễn. Duy Nguyễn đã trở lại ở phòng sự kiện của quận 7. Nói chung kinh tế nó buồn các bạn. Hôm nay là video đầu tiên mình sẽ chia sẻ các bạn về những cái điều thực tế trong cuộc sống, giống như về bức tranh kinh tế rồi là kinh doanh trong ngành gym. Tú, bây giờ sau bao nhiêu năm em làm việc với thầy, thầy hỏi em một câu thật lòng, mày có chơi cũng như là của tao không Tú? Chứ nãy giờ anh vô trong phòng kia anh kiếm quần nhật không có, anh hơi bị quế nha. Dạo này cái style của thầy là style đóng thùng à, chơi đóng thùng nó nên quần nhật nó quan trọng lắm. Thầy có ba cộng sao mà không có cộng nào trên, thấy lạ lắm. Vậy thì hôm bữa mình có đi gặp mấy bạn cũ, bạn cũ bạn ngoài xã hội nha, bạn bạn ngoài đời chứ không phải là bạn học. Tụi nó mở căn hộ dịch vụ rồi xong rồi mình đi theo hướng mở phòng gym. Thầy theo cái quan điểm của Tú á, thì giờ hai ngành đó ngành nào làm có ăn hơn Tú? Em thấy căn hộ dịch vụ giờ này đang bán khá nhiều. Căn hộ dịch vụ đang bán nhiều hả? Phòng gym cũng bán nha em. Phòng gym cũng phá sản nha em. Em biết bên Thoi Xuyên quận 9 là mấy phòng nhỏ kế bên là đóng cửa rồi. Bên quận 12 cũng mấy phòng vòng cũng có một số phòng đóng. Giờ tôi biết tin gì chưa, phòng 12 tới là gym bây giờ chính thức chuyển thành phòng cỏ luôn. Giá có từ 250 tới 300 ngàn tháng. Còn tin sắc hơn nữa, anh đi với mấy bạn nói anh vậy thôi, Duy Nguyễn làm gym sai lầm. Duy Nguyễn làm gym sai lầm, tôi thấy ông làm gì đam mê thôi chứ tôi biết mùa này ông lỗ nặng. Chứ nó ủa vậy tôi lỗ không khỏe hả? Nó nhu cầu con người ta ngủ gầm cầu là không có gì để nói nha. Còn chuyện tập gym không tập gym chuyện nhỏ à, bây giờ gym còn thua quán nhậu nữa mà đặt so với căn hộ dịch vụ. Mà suy đi nghĩ lại á, thấy tụi nó làm căn hộ dịch vụ á, nó vô hơn á, có cái mô hình kế bên cũng giống luôn. Một tháng doanh thu người ta tối thiểu là 350. Căn hộ dịch vụ nó khác phòng trọ á, đọc mấy bạn nó đầu tư căn hộ dịch vụ á là nó không cần phải suy nghĩ run nữa, membership run khách tập sao, đóng tiền sao, nhân viên quản lý các kiểu, rồi gọi điện thoại chăm sóc khách hàng BT đó, nó cần làm cái đó đâu. Người ta chỉ tới còn phòng không anh còn vô lụm 5 triệu, còn phòng anh vô lụm 5 triệu, rồi xong mà chưa kể mà tới màn cuối tháng đi đầu tiền đi gom tiền nó còn có này có kia nữa. Cái đó liếc trên mạng nhiều rồi. Tụi nó chia sẻ với anh rằng á là tháng tụi nó lời bèo nhất là dao động từ 300 cho tới 350. Vậy thì cứ cho là trừ chi phí này nọ kia quản lý khấu hao 50 triệu một tháng còn là dư được 300. Còn bây giờ phòng gym kiểu gì mà tháng kiếm được 300? 30 không có nữa chứ đừng nói 300 lỗ sạch gạch. Nhưng khi nghĩ một câu cay đắng, tại vì đâu đó ra ngoài xã hội thấm nhuần có nói là học hành cả đời không bằng tiền lời đâu đó. Thì bây giờ vấn đề bất động sản thì nó sẽ có đít và nó có đất, ok, nó có phân lô bán nền, mô hình dự án này nọ, chuyển đổi sổ đồ ô tùm lum tùm lơ hết. Một khía cạnh khác bất động sản là gì, là bất động sản dịch vụ và bất động sản cho thuê. Vậy thì tại sao ngành gym không ăn được? Tại vì nó dính vô cái nghịch lý căn hộ dịch vụ có thể nằm trong hẻm, còn em bóc cái phòng gym nó nằm trong hẻm cũng được, nhưng mà lúc đó sao? Nói chung á, cái giá trị mặt bằng để làm phòng gym nó phải cao hơn cái giá trị mặt bằng nằm hộ dịch vụ, đúng chưa? Đúng, nhận sai cãi thoải mái đi ra. Thí dụ như bây giờ mô hình mà mình phải thuê một cái mặt bằng để mình làm phòng gym, cái tiền rent mặt bằng nó rất là cao, trong khi giá tập phòng gym rất là thấp, mà chưa kể trong thời buổi kinh tế suy thoái này nọ thở còn khó nữa, nên cái đối tượng khách hàng nó sẽ càng ngày nó dính vô nghịch lý mặt bằng rồi. Nên nói chung anh ngầm nó suy nghĩ lại cho thấy á, thì giờ thôi mày mở gym đi, cái chủ nhà lời thôi. Nên ngành gym á nó sẽ khó khăn hơn. Anh muốn nói giấc mơ con đừng để đày nát cuộc đời con, bằng cách đam mê là đam mê, kinh doanh là kinh doanh. Đừng có cái bài toán mà nói em làm gì đam mê. Cái suy nghĩ Tú tập tạ, Tú gò chuột, xong rồi Tú suy nghĩ Tú mở phòng mà Tú không có hoạch định được mở phòng thành công thất bại kinh doanh run business như thế nào. Mà Tú nói Tú đam mê, Tú sống với đam mê. Cái đó là bài sống. Ôi hỏi thiệt nha, ví dụ giờ trên YouTube mà nói chữ ngu nó đi bật không? Chứ nhiều khi đã cảm xúc muốn đẩy đó là một cái suy nghĩ thơ ngay. Mà thêm cái nữa là vô trách nhiệm. Đâu phải là Tú tiện đâu cũng có Tú, mà về cũng gù ba má Tú à. Mà thậm chí hả, quen con bộ sẵn sàng gù thêm nó nữa, đúng không? Thì cuối cùng trong cái đường kinh doanh mình fail, mình thất bại, lúc đó Tú không là chuyện của mình Tú nữa, mà là sẽ là câu chuyện của những người khác. Duy Nguyễn cho dù nói thế nào chăng nữa, truyền cái gì cho các bạn, nhưng mà Duy Nguyễn vẫn hướng về là sống phải thực tế và lao động là vinh quang. Đừng có lười biếng được nghĩ là tao cái chuyện đó nó tầm thường, mình không cần phải làm mà làm chuyện cao siêu hơn. Nếu mà các bạn không yêu thích lao động, các bạn không cố gắng làm á, thì tất cả bạn chỉ là ảo tưởng. Cuộc sống là sống ảo, sống ngáo. Rồi xin phép các bạn vô miếng khát nước quá. Vậy thì quay lại vấn đề, xin các bạn đam mê, nhưng mà nó phải hợp lý thực tế. Cái đầu công việc là công việc, mà cái đầu đam mê là đam mê. Tôi thấy nhiều đam mê nó chết rồi đó. Thì thôi giờ tóm gọn luôn vậy. Bây giờ anh Duy nó mở phòng gym, vậy em đam mê mở gym mở nào ngon? Chỉ cho hướng đi dễ ẹt nè, đừng có mơ mộng nhiều quá chết bà đó con. Bây giờ mở phòng gym nó thiệt, mở phòng gym commercial là hết thời rồi. Nói nghe thì giận thì chịu. Sau 10 năm anh làm gym, cái là cái point của anh, cái là cái quan điểm cá nhân của anh thôi nha. Vậy commercial là gì? Commercial là phòng gym giống như Thailand Online vậy đó, giống như BBT vậy đó. Không có đường nào ăn luôn đó thiệt á. Trên đó thì có con này, dưới thì phòng cỏ đồ cái đống cái đứa. Tối ngày cứ đạp giá nhau mà sống, đó là con đường chết. Thu nhập của người Việt Nam lên quá chậm, và cái mindset là quán nhậu luôn đông hơn tất cả mọi thứ, là kể như không thể nào thành công. Không thể nào thành công. Vậy bây giờ sẽ có hướng đi khác cho các startup ngành gym. Đúng. Có hướng đi khác, hướng đi này theo tôi thấy là thơm hơn nè, và thích hợp cho các bạn hơn. Chứ còn không thích hợp như tôi nữa, tôi leo lưng cọp rồi. Giờ ăn cọp là chạy đâu chạy đó thôi.
không, bạn thấy ông BBT chơi gym máy Mỹ Đế này nọ kia này nọ còn ăn thua chứ đừng, chứ còn còn hai các bạn bây giờ các bạn đi mua thiết bị máy móc bạn nhặt qua nhiêu tay rồi lái nó ăn hết. Mà đừng tưởng xỉm có lái, nằm có lái đó. Mà ghét nhất á là nó làm ăn, nó nói chuyện làm ăn mà nó giọng giúp đỡ bằng ơn. Cái này là mình tâm sự thôi nha các bạn. Tức là ví dụ giờ bạn mua máy đi, bạn đâu thế nào mà lại bạn đập bạn cái đụng em bán máy cho tao đó. Mà các bạn nói anh ơi giúp giùm em đi này nọ kia, em có một ít tiền rồi thôi để ra rẻ coi giùm em giúp em 5 triệu 4 triệu. Mà cái thằng kia nó cũng hay nữa, thấy nó giống mạnh mà em, nó giống mạnh thôi. Ừ thôi được anh em không à, anh em không anh giúp mày, thấy mày như vậy à, giống như ừ tuổi trẻ có chí đồ anh cũng thích, giống em mà giống anh hồi trẻ đâu. Cái câu này các bạn ra đường làm ăn các bạn nghe hoài. Bây giờ tôi nói là ra đường làm ăn nó không phải là bài toán, không phải là tờ giấy trắng, mà nó cũng không phải là đường thẳng, mà nó cả một bầu trời lương lẹo. Nó sẽ đạo lý và nó sẽ tình cảm rất nhiều để đưa ra cái contract. Đó là một. Còn nhiều cái nữa, bạn sẽ bị vướng trong cái, tức là bạn không thể nào tự chủ và mua được, nhập được cái nguồn hàng, nguồn máy từ nhà sản xuất, bạn gì có cái thông qua này kia. Đó là một thôi. Rồi vốn nó độn lên rất là nhiều. Lúc đầu khai trương hoành tráng, đóng cửa âm thầm, thôi đất ơi, 1 triệu đô còn chết mà các bạn là gì đâu. Nhưng mà thôi đừng nghe nó chết nhiều quá buồn. Giờ nghe này vui nè. Mô hình drive và gym. Các bạn chỉ cần coi video để các bạn chưa biết là drive the gym. Tại sao tôi nói nó ổn? Thứ nhất, mặt bằng nhỏ, tầm hẻm đừng nữa, không sao đó, no problem. Thứ hai là tiền đầu tư rất là ít. Thứ ba, khai thác mô hình PT và mô hình sức cho drive the gym. Nhất là những bạn nào tập gym có năng khiếu, có đam mê, rồi ổn ổn rồi này nó kia, rồi các bạn sẽ về mở cái drive the gym nhỏ. Bằng trên mô hình đó, nó dễ thành công hơn so với gym commercial. Duy Nguyễn thì cũng có dập tắt đam mê các bạn làm gì hết á. Ai cũng có nhu cầu sống một lần vì đam mê thôi, nhưng mà đam mê đừng để ảnh hưởng tới người khác. Quay lại cái mô hình gym và căn hộ dịch vụ ha. Cái gì nó liên quan tới bất động sản thì trong giai đoạn này nó giàu hơn. Còn gym là đam mê. Tất nhiên bây giờ bạn nói là kinh doanh cái căn hộ dịch vụ với kinh doanh gym nào thú vị hơn? Rõ ràng là gym thú vị hơn. Nó có nhiều cái vấn đề để bạn làm, nó có nhiều cái task trong đó để bạn run business. Còn cái mô hình căn hộ dịch vụ ở Việt Nam á thì Duy nghĩ nó chưa tới cái tầm mà run business đâu. Nhưng mà cái mô hình khách sạn á, cái đó là run business đó các bạn. Mô hình khách sạn nó sẽ khó hơn so với cái mô hình căn hộ dịch vụ. Tất nhiên thì mỗi người một khả năng. Đây là không phải là đứng trên góc độ này mà so sánh góc độ khác. Nhưng mà tại vì cái video này ra đời tại khi mình đi chơi, mình nói chuyện với mấy bạn mình nó kinh doanh căn hộ dịch vụ, mình thấy nó thành công. Trong giai đoạn này á, bất động sản những ngành khác thì đóng băng, đứng chừng, thậm chí bất động sản mà sản luôn. Nhưng mà căn hộ dịch vụ mặc dù nó có ảnh hưởng, có thể là cũng giá phòng nó phải giảm chút đỉnh. Nó mật độ phòng trống hơi tăng xíu, nhưng ngành căn hộ dịch vụ nó vẫn hơn gym đó, tôi nói thiệt. Còn ngành gym kinh doanh nó rất là chua. Vậy thôi, khởi động các bạn bằng video nhẹ nhẹ thôi, để mốt có gì mình làm tiếp nha. Rồi bây giờ đi tập đây, khen đẹp trai cái.